Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật của kênh Thời sự 365. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Những tin tức đáng chú ý trong ngày sẽ có ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin COVID-19, hơn 16.000 ca mắc COVID-19 mới tại 60 tỉnh thành, có 10.542 ca trong cộng đồng. Hà Nội phát hiện thêm 1.400 F0, trong đó 500 ca cộng đồng, vượt mốc 27.000 trường hợp mắc COVID-19. Hai học sinh báo đã tiêm liên tiếp 2 mũi vaccine COVID-19. Người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 cần được sử dụng ngay Monopiravir. Còn nhiều tỉnh thành mua test bị thổi giá từ công ty Việt Á, giá cao hơn cả Hải Dương. Bản tin COVID-19, hơn 16.000 ca mắc COVID-19 mới tại 60 tỉnh thành, có 10.542 ca trong cộng đồng. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 18 tháng 12 đến nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.110 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 16.093 ca ghi nhận trong nước, tăng 210 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố, có 10.542 ca trong cộng đồng. Trong đó, Hà Nội đứng đầu cả nước số F0 mới trong ngày với 1.405 trường hợp. 4 tỉnh tiếp theo là Cà Mau 1.345, Thành phố Hồ Chí Minh với 1.014, Tây Ninh 941, Bến Tre 838. Số mắc mới tại các tỉnh còn lại gồm Cần Thơ 793 ca, Đồng Tháp 780, Khánh Hòa 599, Vĩnh Long 593, Bình Phước 559, Bạc Liêu 537, Trà Vinh 493, Bình Định 434, Sóc Trăng 425, Đồng Nai 417, Hải Phòng 417, Thừa Thiên Huế 362, An Giang 344, Kiên Giang 312, Tiền Giang 277, Lâm Đồng 245, Bình Dương 245, Đắk Lắk 239, Bà Rịa Vũng Tàu 221, Bắc Ninh 219, Thanh Hóa 186, Đà Nẵng 143, Quảng Ninh 139, Quảng Ngãi 137, Bình Thuận 135, Nghệ An 124, Gia Lai 108, Phú Yên 96, Hưng Yên 80, Long An 69, Quảng Nam 69, Hà Giang 67, Nam Định 67, Vĩnh Phúc 67, Hải Dương 59, Lạng Sơn 54, Ninh Thuận 51, Đắk Nông 51, Thái Bình 44, Bắc Giang 41, Quảng Bình 37, Hà Tĩnh 37, Thái Nguyên 31, Phú Thọ 26, Hà Nam 22, Quảng Trị 18, Sơn La 17, Tuyên Quang 16, Yên Bái 14, Lào Cai 11, Hòa Bình 7, Cao Bằng 7, Điện Biên 5, Hậu Giang 3, Lai Châu 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng tăng 209 ca, Hà Nội tăng 161 ca, Bình Định tăng 155 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.505 ca trên một ngày. Như vậy, kể từ đầu đợt dịch đến nay, Việt Nam có 1.540.478 ca nhiễm, đứng thứ 32 trên 223 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 15.621 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.534.979 ca, trong đó có 1.105.145 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có hai tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua như Bắc Cạn, Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh với 494.683, Bình Dương 289.175, Đồng Nai 94.928, Tây Ninh 64.014, Long An 39.663. Về tình hình điều trị, trong ngày có 10.799 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.107.962 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.587 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.291 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.240 ca, thở máy không xâm lấn 175 ca, thở máy xâm lấn 860 ca, ECMO 21 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17:30 phút ngày 18 tháng 12 đến 17:30 phút ngày 19 tháng 12 ghi nhận 215 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 57, Đồng Nai 23, Bình Dương 18,
An Giang 16, Tiền Giang 13, Cần Thơ 12, Sóc Trăng 11, Đồng Tháp 11, Tây Ninh 9, Bình Thuận 7, Bình Phước 6, Vĩnh Long 6, Bà Rịa Vũng Tàu 5, Trà Vinh 5, Hà Nội 3, Bến Tre 3, Khánh Hòa 3, Bạc Liêu 3, Long An 2, Quảng Ngãi 1 và Hậu Giang 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 247 ca trên một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.566 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 32 trên 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132 trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9 trên 49, tức là xếp thứ 4 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 18 tháng 12, có 1.199.726 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 138.772.562 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.697.403 liều, tiêm mũi 2 là 61.890.281 liều, tiêm mũi 3 tức là tiêm mũi bổ sung hay tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 1.184.878 liều. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan, bùng phát rộng, đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa. Hà Nội phát hiện thêm 1.400 F0, trong đó có 500 ca cộng đồng, vượt mốc 27.000 trường hợp mắc COVID-19. Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 1.400 ca bệnh ghi nhận hôm nay có 500 ca cộng đồng, 747 ca tại khu vực cách ly, 153 ca tại khu phong tỏa. Phân bố 1.400 bệnh nhân tại 252 xã, phường, thị trấn thuộc 27 trên 30 quận, huyện, Nam Từ Liêm 250, Thanh Trì 226, Hoàng Mai 148, Gia Lâm 146, Hai Bà Trưng 131, Ba Đình 117, Bắc Từ Liêm 88, Hà Đông 53, Đống Đa 48, Cầu Giấy 25, Hoàn Kiếm 22, Tây Hồ 17, Hoài Đức 16, Mỹ Đức 15, Thanh Xuân 12, Thanh Oai 12, Long Biên 12, Đông Anh 11, Ứng Hòa 10, Sóc Sơn 8, Thường Tín 7, Thạch Thất 6, Chương Mỹ 6, Phú Xuyên 4, Đan Phượng 4, Quốc Oai 4, Mê Linh 2. Phân bố 500 ca cộng đồng theo quận huyện: Thanh Trì 162 ca, Nam Từ Liêm 105 ca, Gia Lâm 42, Đống Đa 29, Hà Đông 27, Hai Bà Trưng 19, Hoàng Mai 18, Bắc Từ Liêm 15, Cầu Giấy 13, Thanh Xuân 11, Long Biên 10, Hoàn Kiếm 9, Ba Đình 9, Tây Hồ 7, Hoài Đức 6, Đông Anh 4, Thường Tín 2, Sóc Sơn 2, Quốc Oai 2, Đan Phượng 2, Ứng Hòa 1, Mê Linh 1, Chương Mỹ 1, Thanh Oai 1, Thạch Thất 1, Phú Xuyên 1. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 27.053 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 10.265 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly 16.788 ca. Hai học sinh báo đã tiêm liên tiếp hai mũi vaccine COVID-19. Thưa quý vị, sáng 19 tháng 12, tại điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh trường trung học cơ sở Liên Lợi, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam, có hai em học sinh lớp 7 sau khi tiêm xong thì báo lại với cán bộ y tế theo dõi sau tiêm là mình đã được tiêm liên tiếp hai mũi vaccine Pfizer. Sau khi được khai báo, hai em học sinh này đã được đưa đến phòng theo dõi sức khỏe tại trường và sau đó các em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để theo dõi sức khỏe. Chiều nay 19 tháng 12, trao đổi với phóng viên báo chí, ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Núi Thành cho biết, quy trình tiêm một chiều từng bước chặt chẽ rõ ràng, người tiêm cầm giấy đã rà soát theo danh sách lập trước đó đến bàn khám sàng lọc. Sau khi bác sĩ khám xong ký vào giấy tờ thì chờ đến lượt tiêm, xong rồi thì về chỗ, ngồi chờ hết 30 phút mới ra về.
Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Núi Thành, mỗi người đến tiêm, ngồi bàn khám sàng lọc xong thì đến bàn tiêm bên cạnh, không để tiêm ở bàn này, chạy qua bàn kia để tiêm tiếp mũi 2. Trong quá trình tiêm có giáo viên, đại diện chính quyền địa phương và lực lượng cấp cứu theo dõi. Ông Lê Văn Tiến nói, sau khi kiểm tra lại hết thì không có chuyện hai em học sinh này được tiêm liên tiếp 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Kiểm tra vết tiêm trên tay thì mỗi em cũng chỉ có 1 vết tiêm. Ông Lê Văn Tiến nói, hai em khai báo như thế nên bác sĩ và người nhà cũng lo lắng. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho các em, nên các em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam theo dõi phòng trường hợp lỡ có sai sót mà các em tiêm mũi 2 ảnh hưởng đến sức khỏe thì kịp thời điều trị. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Núi Thành cũng cho rằng, hiện chưa thể khẳng định đội ngũ y bác sĩ tiêm vaccine đúng hoàn toàn được. Tại điểm tiêm chủng cũng không có camera theo dõi, nếu như có camera thì đã kiểm tra, xác định được ngay. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Núi Thành cho hay đang xác minh quy trình tiêm và chờ hai em học sinh sức khỏe ổn định, bình tĩnh thì hỏi lại cho rõ ràng. Theo tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, hiện tại sức khỏe hai em học sinh này đều bình thường, bệnh viện đang tiến hành theo dõi thêm. Người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 cần được sử dụng ngay thuốc Monopiravir. Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Trung tâm Y tế, Trạm y tế lưu động các quận huyện, thành phố Thủ Đức, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, các bệnh viện công lập, ngoài công lập, các bệnh viện điều trị COVID-19 về việc chấn chỉnh ngay cấp phát thuốc cho F0 là người thuộc nhóm nguy cơ. Theo Sở Y tế, qua quá trình giám sát các hoạt động trong chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, Sở Y tế nhận thấy một số địa phương chỉ cấp thuốc Monopiravir cho người đủ điều kiện cách ly tại nhà. Những F0 chuyển vào cơ sở thu dung điều trị COVID-19 quận huyện, bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 chưa được cấp loại thuốc này. Do đó, Sở Y tế đề nghị khi triển khai tầm soát xét nghiệm người thuộc nhóm nguy cơ, nếu như có kết quả dương tính, cán bộ phải báo ngay cho trạm y tế lưu động trên địa bàn để cấp phát ngay thuốc Monopiravir cho người bệnh. Tại trạm y tế lưu động cấp phát và hướng dẫn người bệnh sử dụng ngay thuốc Monopiravir, đồng thời đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại mức nguy cơ để quyết định F0 cách ly tại nhà hay tại cơ sở, bệnh viện thu dung điều trị COVID-19. Trong trường hợp người bệnh được chuyển đến cơ sở thu dung điều trị COVID-19, hướng dẫn người bệnh tiếp tục sử dụng thuốc Monopiravir đã được cấp phát, ghi rõ thông tin sử dụng thuốc vào phiếu chuyển viện hoặc thông báo cho cơ sở y tế tiếp nhận để tiếp tục theo dõi. Tại cơ sở thu dung, điều trị, bệnh viện điều trị COVID-19 khi tiếp nhận người thuộc nhóm nguy cơ phải kiểm tra, khai thác thông tin thuốc đang sử dụng, cho người bệnh sử dụng ngay thuốc kháng virus nếu như chưa được dùng. Sở Y tế cho biết các yêu cầu trên nhằm đảm bảo tất cả các F0 thuộc nhóm nguy cơ đều được chăm sóc và điều trị sớm nhất. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chiến dịch người thuộc nhóm nguy cơ, tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu khi phát hiện người thuộc nhóm nguy cơ dương tính với SARS-CoV-2, trạm y tế lưu động phải cấp phát ngay thuốc Monopiravir cho người bệnh. Còn nhiều tỉnh thành mua test bị thổi giá từ công ty Việt Á, giá cao hơn cả Hải Dương. Thưa quý vị, theo khảo sát của báo chí, còn nhiều tỉnh thành mua kit test của Việt Á với mức giá từ 470.000 đồng trên một test PCR như ở Hải Dương, thậm chí mua ở mức giá cao hơn. Cụ thể, tại quyết định ngày 23 tháng 6 năm 2021 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư chống dịch, Bắc Ninh phê duyệt mua 10.000 bộ test PCR Light Power của Việt Á cho CDC tỉnh Bắc Ninh với giá 470.000 đồng trên một bộ. Cùng thời điểm này, tỉnh Nam Định cũng mua 13.536 bộ test tương tự của Việt Á với giá là 509.250 đồng trên một bộ. Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng có quyết định 1799 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư, sản phẩm y tế phục vụ chống dịch COVID-19. Trong 11 vật tư mua dịp này, tổng trị giá trên 53 tỷ đồng, có 70.000 kit test Light Power, giá mua là 509.250 đồng trên một kit, trị giá trên 35,6 tỷ đồng.
Theo khảo sát của chúng tôi, hầu hết tỉnh thành, bệnh viện mua kit test PCR của Việt Á trong thời gian qua đều mua với mức giá là 470.000 đồng trên một bộ trở lên. Trong khi đây là mức giá mà CDC Hải Dương đã mua và giám đốc CDC Hải Dương bị bắt cùng tổng giám đốc Việt Á do nhận phần trăm gần 30 tỷ đồng. Công ty cổ phần công nghệ Việt Á vốn là ông lớn trong lĩnh vực xét nghiệm ở Việt Nam. Từ đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, Việt Á bắt tay vào nghiên cứu phát triển bộ kit test xét nghiệm COVID-19 cùng Học viện Quân y. Cuối tháng 2 năm 2020, Việt Á nhận được các nguyên liệu cuối cùng để hoàn tất sản phẩm. Với thời gian xét nghiệm COVID-19 bao gồm cả chuẩn bị mẫu là 2,5 giờ, giảm hơn nhiều so với trước đó muốn xét nghiệm phải giải trình tự gen, thời gian phát hiện ca dương tính kéo dài. Ngày 5 tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ kit OnStep Real-Time PCR phát hiện virus SARS-CoV-2, sản phẩm từ đề tài độc lập cấp nhà nước, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm Real-Time PCR và Real-Time PCR phát hiện con virus corona chủng mới 2019 nCoV, sản phẩm do Học viện Quân y nghiên cứu Việt Á sản xuất. Thời điểm đó, bộ test mà Việt Á tham gia phát triển ra đời là niềm hy vọng cho chống dịch. Tháng 3 năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát tại Hà Nội và khu vực phía Bắc sau ca bệnh số 17, Việt Á cho Hà Nội mượn rất nhiều thiết bị xét nghiệm để nâng công suất xét nghiệm tại Hà Nội, nâng tốc độ phát hiện ca bệnh và chống dịch. Cách làm này sau đó cũng được thực hiện tại Hải Dương và nhiều tỉnh thành khác. Theo đánh giá của các chuyên gia, chất lượng bắt virus của test Việt Á là rất mạnh, hiệu quả tốt. Ông Phan Quốc Việt khi đó cũng cho biết đã có hàng chục đề nghị mua test từ nước ngoài. Ngày 19 tháng 12, sau khi cơ quan công an thông báo việc khởi tố, bắt giam lãnh đạo Việt Á và CDC Hải Dương, phóng viên liên hệ lãnh đạo tỉnh Hải Dương để xác minh thêm thông tin giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến bị khởi tố điều tra hành vi nhận phần trăm và phối hợp cùng Việt Á thổi giá kit test COVID-19 nhưng không nhận được câu trả lời. Trao đổi về việc CDC Hải Dương mua sắm bộ kit test COVID-19 có phải thông qua Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để phê duyệt hay không, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết không phụ trách lĩnh vực này và đề nghị trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết đang bận họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 nên không tiện trao đổi thông tin. Phóng viên nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Sở Tài chính và ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương nhưng đều không nhận được hồi âm. Bà Nguyễn Thị Trung Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết không phụ trách lĩnh vực nên không nắm được cụ thể. Trước đó, cơ quan điều tra C03 Bộ Công an bước đầu xác định ông Phạm Duy Tuyến đã nhận gần 30 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng sau khi ký kết với công ty Việt Á để mua kit xét nghiệm. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường, nguyên kế toán trưởng trung tâm này có liên quan vụ sai phạm trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thời gian qua, việc xét nghiệm tầm suất quá dày, chi phí xét nghiệm cao, doanh nghiệp và người dân khốn đốn vì phí xét nghiệm và các quy định xung quanh việc xét nghiệm. Đến nay khi cơ quan công an bắt đầu bóc gỡ việc thổi giá xét nghiệm, cho thấy còn có những tảng băng chìm xung quanh chi phí xét nghiệm cần được làm rõ. Omicron lây lan mạnh, Anh ghi nhận 7 ca tử vong đầu tiên trên thế giới. Thưa quý vị, Omicron đang cho thấy tốc độ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng ở Anh. Giới chức này cảnh báo Anh có thể đối mặt với làn sóng lây nhiễm lớn hơn nữa trong thời gian tới. Reuters dẫn số liệu của Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết, tính đến ngày 16 tháng 12, Anh ghi nhận tổng cộng gần 25.000 ca nhiễm biến chủng Omicron, tăng hơn 10.000 ca so với một ngày trước đó. Số người chết vì biến chủng Omicron tại Anh cũng tăng lên 7 trường hợp sau khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên hôm 14 tháng 12. Đây là những ca tử vong đầu tiên do Omicron trên thế giới. Anh hiện là điểm nóng bùng phát làn sóng lây nhiễm Omicron bên ngoài châu Phi, nơi đầu tiên phát hiện biến chủng mới này của SARS-CoV-2. Các cố vấn của chính phủ Anh tin rằng những số liệu công bố chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ủy ban Cố vấn Khoa học về các vấn đề khẩn cấp của chính phủ Anh SAGE cho rằng Omicron có thể đang lây nhiễm cho hàng trăm nghìn người mỗi ngày. Họ cho rằng còn quá sớm để đánh giá độc lực của Omicron, tuy nhiên cũng cảnh báo số ca nhiễm tăng mạnh vẫn sẽ gây sức ép lớn đến hệ thống y tế. Thị trưởng London Shahid Khan ngày 18 tháng 12 đã tuyên bố đợt bùng phát dịch mới nhất là sự cố lớn nhằm triển khai các nguồn lực giúp các bệnh viện ứng phó tốt hơn. Việc ban bố tình trạng này giúp các cơ quan chức năng hỗ trợ nhau nhằm giảm sự gián đoạn trong công việc cung cấp dịch vụ.
Omicron được phát hiện lần đầu ở châu Phi từ tháng 11 năm nay và hiện đã lan ra khoảng 90 quốc gia trên thế giới. Hiện dữ liệu về biến chủng siêu đột biến này của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 còn hạn chế. Một báo cáo cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng số ca nhiễm Omicron có thể tăng gấp đôi sau 1,5 đến 3 ngày ở những nơi có tình trạng lây nhiễm cộng đồng. Các nhà khoa học Nam Phi nói rằng dữ liệu ban đầu cho thấy Omicron có khả năng lây lan cao nhưng chủ yếu chỉ gây triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của Đại học Hoàng gia London cho biết chưa tìm thấy bằng chứng về sự khác biệt về độ nghiêm trọng giữa Omicron và Delta về cả nguy cơ nhập viện lẫn triệu chứng nặng. Nghiên cứu cho biết Omicron có thể gây nguy cơ tái nhiễm cao gấp 5,4 lần so với Delta. Miễn dịch tạo ra sau khi hồi phục COVID-19 giảm chỉ còn khoảng 19% so với biến chủng Omicron. Giáo sư Neil Ferguson, trưởng nhóm nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London cho biết, nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng về mức độ mà Omicron có thể né được khả năng miễn dịch của cơ thể người có được do từng nhiễm bệnh hoặc là từ việc tiêm vaccine. Mức độ né tránh miễn dịch cao đồng nghĩa với việc nguy cơ mà Omicron gây ra càng cao. Theo nghiên cứu này, các mũi vaccine tăng cường có thể cung cấp khoảng 85% khả năng bảo vệ khỏi bệnh nặng do Omicron gây ra và hơn 90% bảo vệ khỏi nguy cơ tử vong 60 ngày sau khi được tiêm.